biển nha các bạn. Đây là biển Nhân Hải ở Bình Định, đang ở cảng biển Nhân Hải. Ở Bình Định này đi chỗ nào cũng lập biển, tại nó là ở quen bờ biển. Xe Quỳnh họ mấy chia thuyền đánh cá nó đậu đây, nó đậu mỗi buổi sáng đi về chiều nó đậu, rồi tối lại đi đánh tiếp. Thuyền đánh cá. Đây là làng chài, dân làng chài chiều họ ra với biển ngồi chơi hóng gió mát. Đây là Nhân Hải Bình Định đó bạn, ngôi Nhân Hải của thành phố Quy Nhơn. Đồi núi nhấp nhô, ngoài khơi là biển, tàu là biển.